chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay mình có một clip này rất là hay, tại vì bình thường là mình không có so sánh hoặc là quay âm thanh bô cái leo kèm 155, và lâu lâu mình sẽ quay lại một video cho các bạn xem. Thì hôm nay là khách của mình đã quyết định bỏ tiền ra mua cây bô red leo chạy xe tơ 155. Hiện bây giờ là trên xe khách đang sử dụng cây bô Ú Mà hàng spare 350.000. Mình sẽ cho anh em nghe tiếng bô của cái bô này, và cây bô này sau khi chúng ta bỏ 1 triệu mấy ra chúng ta mua cây bô ghét leo thì sẽ khác như thế nào ha. Ok, đây là tiếng bô trên xe. Đây là tiếng bô hiện tại. Rồi thử lên ga nha các bạn nghe ha, đây. Bây giờ mình sẽ thay cái bô gắt leo vô, nó sẽ khác như thế nào ha. Cây này là cây 250.000, 300.000 đó. Rồi là không có xài được Oppo Zin hay gì đó mình cũng biết nữa. Còn nếu thay bô gắt leo vô là mình xài được Oppo Zin được hết rồi nha. Ok, ok bạn, bây giờ mình đã gắn xong rồi. Tốn mất khoảng chắc cỡ 2 phút để tháo cái kính bẩn ra, và tốn thêm khoảng 2 phút để gắn cái bô vô. Thì cái bô này chúng ta gắn nè, bạn thấy không, ngay đây, gắn như Zin. Thấy không, Oppo nè, đầu của bô nè đó, phơm đi xuống dưới đây, không cá cận, không có đụng ngay, không cấn đụng ngay hết. Rồi qua gác chân, ở đây các bạn chỉ cần cắm bô máng lò xo lại giúp mình đó. Oppo Zin tháo gắn lại, như bạn này của mình không có đem Oppo Zin theo, tại vì trước gắn cái bô này không có, thì bây giờ không có gắn Oppo vô, chứ thật ra là gắn Oppo Zin được như Zin nha các bạn. Để bạn thấy video này không gắn Oppo, các bạn hỏi là ủa cái bô này sao gắn vô rồi, cái Oppo bỏ đâu, là tại vì khách không có đem. Rồi ok, bây giờ mình sẽ quay cho các bạn xem âm thanh. Cái chìa khóa ở xa gì ta. Hình như cái chìa khóa nó ở xa gì nên bấm nó không ăn nè. Để coi gần chưa. Rồi được rồi nè. Đây là tiếng bô của red leo. Bây giờ mình kiểm xem là nó có bị xì ở đâu không. Đầu không xì ha. Rồi tiếng bô, sẽ kẹp cái này ở đây cho bạn nghe ha. Tiếng bô ấm và lực hơn rất nhiều nha bạn, đúng không? Đây mình sẽ để cái này ở ngay chỗ cái dè. Rớt cái mít rồi. Xe Zin chúng ta gắn vô như Zin. Cái bô này gắn cho được từ xe Zin, bô xăng lửa và bô xăng lửa cam xăng nồi gì đó, nói chung là xài được hết. Cái bô này xài chung hết. Đây là xe Zin 100%. Rồi ok, video đã xong. Gọi bạn xem lại lần nữa giúp mình. Các bạn nào mua hàng thì vào giỏ hàng ở đây tại vùng 97 đây xin.vn ha. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở clip sau nha. Bye bye.